Trong số những trụ cột mà đơn vị sẽ có mặt hay sẽ cắt sắp tới như là Thứ Pháp Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh hay Văn Lâm thì huấn luyện viên Jose lo lắng cái sự thắng vắng mặt nào nhất? Cái câu hỏi vừa rồi thì thực ra là tôi không muốn trả lời thẳng vào cái ý mà anh muốn. Tôi chỉ muốn giải thích đó là mỗi cầu thủ mà đã được lựa chọn lên đội tuyển quốc gia hay là bất kỳ trong một đội bóng nào thì họ sẽ đều có những đóng góp riêng vào cho tập thể đội tùy theo vai trò của cá nhân mình. Trong tay tôi thì với lực lượng như vậy thì tôi đánh giá là với sự đa năng của nhiều cầu thủ thì tôi có thể sắp xếp và bố trí được nhiều đội hình với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Đồng thời thì cái sự lựa chọn nhân sự này thì cũng tùy thuộc theo tính chất của trận đấu, tùy thuộc theo từng đối thủ. Chẳng hạn như là chúng ta đối đầu với đội yếu thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ đối đầu, chúng ta sẽ có những cái lựa chọn nhân sự khác với những đội mạnh. Bất luận là hiện tại chúng ta có nhiều chấn thương đi nữa thì cái vấn đề này tôi nghĩ là nhiều đội tuyển quốc gia khác tham dự Asian Cup sắp tới thì họ cũng phải đối diện. Ví dụ như là chúng ta đều biết được rằng Nhật Bản thì có thể là họ sẽ không có được sự phục vụ trong cả giải đấu của Mitoma, hay là Thái Lan thì như các bạn đã biết thì có thể là thiếu Chanadip chẳng hạn. Và đây cũng là sự khác biệt giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, bởi lẽ đội tuyển quốc gia thì tập trung trong một khoảng thời gian điểm rơi nhất định thôi. Và tôi cũng muốn, tôi cũng mong mọi người nhìn nhận rằng đó là trong 8 tháng vừa qua thì tôi cũng đã tập trung và làm việc với số lượng rất là đông cầu thủ, phải lên đến được khoảng 80 cầu thủ. Tất nhiên là nói ở đây cái số lượng như vậy thì không có nghĩa là để mong là hoàn cảnh như hiện tại chúng tôi đang đối mặt phải diễn ra, đó là rất là nhiều cầu thủ chấn thương. Tuy nhiên là với cái việc mà cách tổ chức chúng tôi đã làm việc và tập luyện trong suốt khoảng thời gian từ đầu năm 2023 tới nay thì tôi tin tưởng rằng là bất kể mọi trường hợp nào xảy ra thì luôn luôn là sẽ có những cầu thủ khác sẵn sàng bước lên và thay thế. Ngoài ra thì tôi cũng muốn khẳng định lại một lần nữa, đó là đội hình này mà tôi lựa chọn đi Qatar thì có thể là đội hình hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Bản thân tôi cũng không muốn mọi người nhìn nhận hay đánh giá các cầu thủ đi Qatar ở đây chỉ là những lựa chọn thay thế hay là những cầu thủ hạng 2. Bản thân tôi coi họ, tất cả bọn họ ở thời điểm hiện tại là cầu thủ hạng nhất và tôi muốn họ tin tưởng vào điều đó. Tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa, đó là tôi không có sự phân biệt nào về tuổi tác giữa các cầu thủ cả. Tôi không coi trọng cầu thủ già hay cầu thủ trẻ dựa theo khuôn mặt hay tuổi tác của họ. Bản thân tôi trên sân và trong công việc thì tôi luôn luôn đánh giá năng lực của cầu thủ dựa trên phẩm chất và sự thể hiện của họ ở trên sân. Sau khi xem xét đánh giá những gì họ thể hiện ở trên sân, nhìn vào đôi chân của họ chẳng hạn, thì tôi mới bắt đầu tôi quan sát đến khuôn mặt của họ, xem họ là già hay là trẻ, hay là đã lớn tuổi hay là trẻ tuổi. Tất cả các cầu thủ mà tôi lựa chọn ở đây thì tôi đánh giá là những người mà phù hợp nhất theo tiêu chí đánh giá của riêng cá nhân tôi, có thể là bao gồm nhiều, đây là một bộ tiêu chí gồm nhiều những tiêu chí khác nhau về mặt thể trạng, về yêu cầu đáp ứng về mặt vị trí thi đấu, về tính kết nối với các đồng đội xung quanh, về tinh thần thái độ hay là sự đa năng có thể thi đấu được, đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau. Nếu các cầu thủ giỏi thì đương nhiên là chúng ta không cần coi trọng họ là già hay là trẻ cả. Và bản thân tôi không có một cái sự quyết định hay định đoạt nào về việc là cầu thủ giỏi thì phải già hay là trẻ cả. Bản thân họ thì họ, nếu mà họ đã giỏi thì bất luận là tuổi tác thì họ cũng sẽ đều là những người giỏi mà thôi. Và ở đây thì tôi là người trao cơ hội, tôi không trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ mà tôi trao cơ hội bình đẳng cho tất cả các cầu thủ mà tôi coi là tốt nhất và phù hợp nhất. Tôi cũng không muốn mọi người và cũng không nên tạo ra bất kỳ một ranh giới nào về danh sách đội hình đội tuyển, về tuổi tác cả. Để nói về cách tiếp cận trong các trận đấu sắp tới tại Asian Cup thì cách tiếp cận của chúng tôi thì vẫn như vậy mà thôi. Đương nhiên chúng ta đều biết được rằng ba đối thủ cùng bảng đấu với chúng ta sắp tới đó là Nhật Bản và Iraq thì đương nhiên họ đều là những đối thủ rất mạnh. Ngoài ra thì trận đấu còn lại gặp Indonesia thì chúng ta đều biết rằng đó cũng sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng chút nào cả. Tôi muốn các cầu thủ và đội hình khi vào sân, chúng ta làm thế nào, chúng ta phải có sự chủ động trong cách tiếp cận và không để bị động trong mọi hoàn cảnh. Bị động ở đây nghĩa là chúng ta sẽ phải chờ sai số của đối phương, chờ những khoảnh khắc mà họ mắc phải sai lầm, đồng thời dựa vào những khoảnh khắc xuất thần của một hoặc hai cá nhân nào đó. Ngoài ra là đến từ những tình huống đá phạt cố định hoặc là những tình huống tương tự như vậy để ghi được bàn mà thôi. Đương nhiên những cái yếu tố đó thì cũng phải là một phần trong bóng đá, trong một trận đấu bóng đá. Tuy nhiên thì tôi muốn gia tăng sự chủ động kiểm soát
của đội trước các đối thủ lên phần trăm cao hơn. Và để làm được điều đó, để các cầu thủ có được sự chủ động trong trận đấu, thì đương nhiên điều đầu tiên họ cần phải có và sở hữu đó là sự tự tin, đặc biệt là trong khâu có bóng và kiểm soát bóng. Họ cần có sự tự tin thì họ mới dám chơi được với bóng, và họ nếu mà họ dám tin tưởng, dám chơi bóng thì họ cũng sẽ có thể khiến đối phương phải phòng ngự, phải đuổi theo họ. Tất nhiên không dễ dàng để cho các cầu thủ Việt Nam thay đổi ngay lập tức và thậm chí là tin tưởng vào những gì mà tôi muốn thực hiện ở đây, bởi lẽ họ đã rất là quen thuộc với lối đá ở câu lạc bộ của mình, khi mà rất là nhiều vấn đề thì sẽ được xử lý và giải quyết bởi các ngoại binh. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi là đội tuyển Việt Nam và chúng tôi thì không có một ngoại binh nào trong đội hình cả. Và ngoài ra một yếu tố nữa, đó là tất cả các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại thì đều đang thi đấu ở trong nước. Không dễ dàng để cho họ có thể thay đổi và vượt trình độ ngay lập tức. Đặc biệt là khi các đối thủ sắp tới, nếu mà chúng ta nhìn nhận, ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn, họ có Mitoma, Endo đang thi đấu cùng ngoại hạng Anh, và đồng thời là họ đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ mà được đá ở cúp châu Âu chẳng hạn như Champions League. Tuy nhiên ngược lại về góc độ của các cầu thủ Việt Nam thì tôi tin rằng như hiện tại, nếu họ nhận được những định hướng, những giải pháp để giải quyết vấn đề một cách tập thể như những gì mà tôi đang muốn trao cho họ, thì với những năng lực cơ bản về kỹ thuật của họ cùng với tài năng và tiếp thêm đó là sự chủ động, sự tự tin trong các tình huống trên sân, thì họ hoàn toàn có thể giải quyết được nhiều chuyện. Về mục tiêu của giải đấu thì đương nhiên là chúng tôi đặt mục tiêu đó là thi đấu từng trận một, và làm thế nào đầu tiên là vượt qua vòng bảng đã. Trận đấu đầu tiên mở màn thì chúng ta sẽ đối đầu với Nhật Bản. Để nói về mặt lý thuyết xác suất thì có thể là nếu mà chúng ta đối đầu với Nhật Bản 10 trận đấu, chúng ta có thể thua 9, nhưng mà có thể một lần thôi chúng ta có thể có điểm và thậm chí là giành chiến thắng trước họ. Và biết đâu đó sẽ là trận đấu vào ngày 14 tháng 1 sắp tới. Ngoài ra thì chúng ta đều hiểu được rằng đối thủ trực tiếp mà có thể là quyết định tấm vé đi tiếp của Việt Nam trong bảng đấu này, đó có thể là Indonesia. Và tôi coi đây là một trận đấu có thể coi là bản lề của bảng đấu. Bởi lẽ các bạn cũng nên nhìn lại giải đấu Asian Cup 4 năm trước, khi mà đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên thì cũng chỉ vượt qua vòng bảng nhờ một trận thắng, và sau đó thì nhỉnh hơn duy nhất một điểm fair play, chỉ số thẻ vàng, và để đi tiếp mà thôi. Và vì vậy thì yếu tố may mắn cũng là một thứ mà chúng tôi sẽ cần để song hành ở giải đấu sắp tới. Về hai đối thủ mạnh thì như Nhật Bản thì tôi đã nói. Ngoài ra là về Iraq thì đương nhiên chúng tôi đã có trải nghiệm đối đầu với họ ở trong trận đấu vòng loại World Cup vừa rồi. Và dĩ nhiên các cầu thủ giờ đây tôi tin rằng là đã có những kinh nghiệm, những bài học hơn về đối thủ này để làm được tốt hơn nữa trong giải đấu sắp tới. Và trong mọi trận đấu, trong mọi hoàn cảnh thì tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hết mình tối đa và thi đấu đến những phút cuối cùng. Ba danh sách mà chúng tôi nộp lên AFC đó nằm trong một phần yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra dành cho đội tuyển. Chúng tôi phải nộp một danh sách sơ bộ đầu tiên gồm 26 cầu thủ vào ngày 2 tháng 1. Và danh sách này thì tôi đã điền tên một số các cầu thủ mà ở thời điểm đó tôi cũng đã muốn điền tên cả Tiến Linh và Quế Ngọc Hải nữa vào danh sách này, bởi lẽ với tôi thì danh sách này không mang nhiều ý nghĩa. Chỉ đến ngày 13 tháng 1 thì danh sách cuối cùng của đội tham dự Asian Cup thì mới được quyết định mà thôi. Về riêng trường hợp của Hoàng Đức thì tôi có thể tóm tắt như sau. Trường hợp của Hoàng Đức thì lần cuối cùng vào sáng ngày hôm nay khi chúng tôi thực hiện bài kiểm tra về chấn thương thì cậu ấy vẫn có dấu hiệu đau khá là nhiều. Và Hoàng Đức thì hiện tại vẫn đang trong cái bước mà mới chỉ điều trị để hết đau mà thôi, chứ thậm chí là chưa tập phục hồi với bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu được. Để tóm tắt về một quá trình hồi phục cho một cầu thủ bị chấn thương trước khi quay trở lại thi đấu và tập luyện bình thường thì tôi có thể chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là điều trị khắc phục chấn thương để làm thế nào cho hết đau và giảm đau một cách tối đa. Bước thứ hai đó là tập
phục hồi vật lý trị liệu với cả bác sĩ hoặc là chuyên viên vật lý trị liệu. Bước thứ 3 đó là tập riêng điều chỉnh thể trạng với huấn luyện viên thể lực ở ngoài sân, và chỉ đến bước cuối cùng thì cầu thủ mới có thể gia nhập tập trung với toàn đội được. Về riêng trường hợp của Hoàng Đức thì theo kinh nghiệm làm việc của tôi cũng như đánh giá của tổ y tế thì cầu thủ này cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn và chỉ có thể quay trở lại tập luyện bình thường vào cuối tháng 1. Với trường hợp của Quế Ngọc Hải và Tiến Linh thì thậm chí là còn dài hơn. Đối với tôi thì tôi cũng muốn bảo toàn cho các cầu thủ, họ cần thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn sắp tới. Bởi lẽ là tôi cũng có nói chuyện với cả Hoàng Đức, với Đức Chiến, với Tiến Linh, với nhiều cầu thủ khác mà nằm trong nhóm chấn thương nữa. Thì một số các cầu thủ trong nhóm này là thậm chí trong giai đoạn vừa rồi ở câu lạc bộ thì họ đã nén đau để thi đấu, và thậm chí là họ còn uống thuốc giảm đau trong nhiều trận đấu để vào sân thi đấu nữa. Thì với tôi đây là một vấn đề. Với tôi thì áp lực duy nhất mà tôi trải qua hàng ngày đó là áp lực mà tôi tự tạo ra trên sân tập dành cho các cầu thủ. Tôi có đọc báo chí hoặc là một số mạng xã hội thì rất là nhiều người tôi nghĩ là không ủng hộ đội tuyển quốc gia cho lắm. Và tôi nghĩ là rất nhiều các cầu thủ cũng đọc được những quan điểm này. Tôi biết được rằng là nhiều người có thể là không thích cầu thủ này hay là không thích cả tôi nữa. Nhưng mà tôi thì không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Bản thân tôi thì tôi là huấn luyện viên của hiện tại, và tôi quan tâm đến những vấn đề chuyên môn xảy ra và các sự thể hiện của các cầu thủ trên sân tập ở thời điểm hiện tại. Những gì nó đã xảy ra trong quá khứ thì nó là quá khứ rồi. Và như tôi hay thường nói với các cầu thủ, hiện tại và tương lai thì nó luôn luôn là một điều bí ẩn mà chờ chúng ta tự khám phá, chúng ta chờ đón một cách tích cực. Rất là nhiều người, như tôi đã nói, có thể là không ủng hộ đội tuyển quốc gia. Nhưng mà điều này tôi tin rằng sẽ khiến tôi, bản thân tôi cũng như là tất cả các cầu thủ chỉ càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nó sẽ càng thúc đẩy chúng tôi hơn để khi chúng tôi làm việc, chúng tôi mạnh mẽ hơn và làm thế nào làm thật tốt những gì mà định hướng lối chơi của đội tuyển muốn triển khai. Tôi muốn các cầu thủ và bản thân họ cũng biết được điều đó, và luôn luôn họ phản hồi được sự kỳ vọng của tôi, thậm chí là áp lực của tôi tạo ra trên sân với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Làm thế nào đó để bảo vệ được màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi, chúng tôi luôn luôn đoàn kết với nhau. Tôi tin tưởng các cầu thủ và tôi cảm nhận được sự tin tưởng của họ dành cho tôi.